Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Hensi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Ok, thì nếu video được 1k like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Dragon City nha anh em. Có một số bạn bảo là anh ơi, anh hãy vào trong cái bảng xếp hạng xem có một cái điều bất ngờ xảy ra. Thì ok, mình sẽ xem. Đây, đây là cái bảng xếp hạng của chúng ta đây. Đây, và chúng ta có thấy một cái gì rất là bất ngờ anh em. Đó chính là một thanh niên tên là Kako đã xoán ngôi vị trí top 1 của Linh Ali trên toàn thế giới. Và chỉ có 52 M vượng, cái M huân chương thôi. Kia là 1152 M vẫn đứng sau, không biết là hack kiểu gì mà lên được đây. Để chúng ta sẽ đi vào thăm nhà của thanh niên Kako xem như thế nào nhé. Và xem có cái gì là đặc biệt hacker hay như thế nào đây. Không biết nhà cửa thế nào, mình cũng không biết được kiểu gì. Có 4 đảo, 72 rồng. Thanh niên Minecraft hacker rồi, trời ơi. Nhưng không biết hack kiểu gì mà lại lên được top 1 ta. Hay là có cái gì lỗi sao mà lên được top 1 thế giới này. Yếu lắm ý anh em ạ, chỉ có 4 đảo thôi nha. Wow, chỉ có 4 đảo thôi. Rồng nè. Rồng có lèo tèo 72 con anh em ạ. Mạnh nhất là Mirror. Và mình không hiểu tại sao luôn. Thế nhiên Kako này, kinh ghê ta nhỉ. Khá là đáng sợ anh em ạ. Khá là choáng ngợp luôn đấy. Mình sẽ back trở lại nha. Không hiểu luôn. Không thể hiểu được tại sao nó lại như thế nữa. Thôi kệ đi. Mình sẽ... không hiểu luôn. Rồi thì chúng ta sẽ có một số cái chest riêng gì đó đây. Thì mình sẽ lấy coin anh em ạ. Mục tiêu của chúng ta vẫn sẽ là cái con bên này, cái con rồng, con metal để ra đi cái cửa dễ trước anh em ơi. Ok nha, mình đang cố gắng hết sức đây để có thể là có những con rồng mới để có thể review cho anh em xem được. Và hy vọng là chúng ta có thể review cho anh em xem. Ok, mình sẽ lấy cái trên này. Xong chưa ta? Bây giờ mình cần đi kiếm cái chìa khóa anh em. Chúng ta cần rất là nhiều chìa khóa bạc, chìa khóa đỏ nha. Đấy. Chúng ta cần rất nhiều luôn. Có lẽ mình sẽ dùng cái kia tốc độ cho nhanh lên nhỉ. Chứ đợi này rất là lâu anh em. Ok, thì chúng ta sẽ đợi cái này luôn nhá. Mình sẽ để ra cái camera ra giữa một tí cho nó chuẩn. Nó sẽ lấy khá là lâu đây. Đấy, nó sẽ hướng thẳng vào cái màn hình này của chúng ta. Hợp lý chưa? Rồi, chúng ta sẽ lấy, sau khi lấy xong cái kia thì mình sẽ vào trong cái đảo nhá. Mà lấy cái con kia ra đã. Lấy con Easy ra đã. Đâu nhỉ? Con này còn 7 bước nữa, 7 step nữa. Ui, bây giờ một bước nó đắt lắm anh em ạ. Khoảng hơn 200 điểm cơ. Wow. Không có đủ điểm không? Con này thấy bảo có 3.000 điểm thôi. Chẳng biết thế nào được. 6 bước nữa nha. Đang đi. Đang lên trên anh em. Có thêm off này. Bên này mãi tận chỗ này mới chiến đấu cơ. Còn khá là lâu nữa nha. Không biết mình có thể lấy thêm coin được không ta. Mình sẽ đi lên trên này. Lấy vàng này. Xuống dưới này luôn. Wow, có thêm khoảng 500 điểm này. Ngày mai ta sẽ lấy con này nha anh em. Và có thể đi được cái easy rồi. Rồi 500k followers. Hết điểm anh em. Hết sạch điểm rồi. Mình đang muốn đánh nhau như này cái. Mà thôi phải đợi thôi. Vấn đề là bên này cần mình xem có nhiệm vụ gì mình làm luôn anh em ạ. Cái quest này vẫn là key quest và Barcelona. Hôm nay sẽ là Barcelona rồi anh em ạ. Nó sẽ thay đổi rồi. Mỗi ngày sẽ thay đổi cái quest. Hay nhỉ. Mỗi ngày thay đổi một cái quest thì ai mà chơi được. Ai mà có thể tốc độ nhanh thế được đúng không. Chúng ta sẽ bất tận cho con Kai. À con đấy nhá. Con Cassia, con Heroic của chúng ta. Đây, tấn công nó anh em. 125.000, con này 18.000 máu này. Đánh không? Đánh thì đánh thôi. Chiêu hệ lá này. Cắn nó phát, 25.000, yes. Rusty tầm khoảng 10-14k gì đó. Storm, đấy. Sấm mây mưa, sấm chớp, bão tố, các kiểu thể loại. Rồi nó sẽ có thêm một cái key ở đây. Đó chính là 5 cái chìa khóa đỏ. Barcelona nó yêu cầu có gì anh em? Nó vẫn cần K-pop nha anh em. Nó vẫn yêu cầu K-pop thì ta cứ dùng K-pop thôi. Tội gì không dùng đúng không? Chuyển sang con khác đây. Chiều sấm sét và chiều bóng tối. Con này thì mình sẽ luyện cho nó lên cấp độ là chính A cộng luôn.
heroic của chúng ta sẽ ưu tiên thì được lựa chọn là cộng nha. Ném chuối à. Vì hiện tại mình đang có khá nhiều heroic ở đây. Đánh cầy còn chưa xong. Còn chưa xong con này, có một con đã tới rồi. À, cuối tháng này có thêm một sự kiện đu heroic nha anh em ơi. Rất là kinh hoàng luôn. K-pop party này, mình sẽ đánh cái này. Wow, K-pop level 18 anh em ạ. Rồi, K-pop thì mình đã để bên sát bên này rồi. Thì mình sẽ cho nó ăn lên level 18 ấy. Hoặc cho ăn lên level 20 luôn cũng được anh em. 17 này, 18 này, 19 này. Và đây sẽ level 20 nha anh em. Ok, xong rồi, xong level 20 rồi. Xong level 20 và chúng ta sẽ tới cái trận chiến, đó chính là phần quest này. K-pop party này. Chiến thôi anh em. Vẫn là qua bên này nha. Chiến. Đây. Kasia. Ui giời. Đam khá là thấm nè. Đây, chúng ta sẽ dùng chiêu kim loại luôn. Nào, 17.565 à. Bất kể một chiêu nào cũng được. Đây. Một hit thôi là nó sẽ gọi là bay màu rồi. Tesla Rage. Ok. Còn là 16.000 máu à. Rồi mình sẽ dùng chiêu chiến binh nha. 28k này. Wow, rất khỏe. Xong hết một cái nhiệm vụ ở đây. Lấy thêm cái gì thì lấy thôi. Nhờ. Mình đang cần một con để có thể sinh sản ra cái con này. Con này còn có 21 tiếng thôi, không biết có kịp không nữa. Con này sắp xong chưa ta? Còn 5 tiếng nữa. Cho đợi 5 tiếng xong rồi dùng game skip qua cũng được anh em ạ. Rồi. Rồi con này xong nhá, con này coi như là xong. Có xem quảng cáo này off heroic nữa kìa. Khá nhiều việc. Chúng ta sẽ đánh tiếp tục ở Music Battle nha anh em, để lên cái mức độ cao nhất. Thật ra thì mình đang ở mức độ cao nhất rồi thì phải. Mức độ cao nhất thật anh em ạ, đây hiện tại mức độ cao nhất của mình rồi đấy. Rồi, đánh luôn vào ngay. Bên này thì sẽ là con Samurai. Cho là cần đánh cái này để lấy hòm nha anh em. Chắc chắn sẽ lấy hòm rồi. 28.000 máu cho hệ Pua. Đấy, Dracon, Arthur sẽ là tổng cộng 45.000 máu bên này. 107k. Ok, rất là mạnh, rất là nhanh. Sẽ có là 3/20. Team này thì mình nghĩ cũng sẽ rất là nhanh thôi. Đánh rất là dễ thôi. Ines, Santiago, ok. Swap thôi anh em. Đánh thôi, cần gì swap, ok. Swap đi tí. Không vấn đề gì cả, nó không bóng tối đâu. Một hit chết luôn anh em. Làm gì cưng. Mình có một các hệ đây. Con này là con ở trong sự kiện đây anh em. Anh em nhớ này trong sự kiện không? 63.000 máu. Sanron Freer. Tấn công này. Phải chạy đâu? Chạy đâu hả cưng? Rồi chúng ta sẽ có là 6/20 nha. Ô sao team lại yếu nhỉ? Trên này sẽ yếu vậy ta? Mình cảm giác mình đánh rất là dễ nhá. Không hề có một chút khó khăn nào luôn ý. Đánh này cực kỳ dễ luôn ý. Gì đây? Mấy con này thì quá yếu rồi, mình cho một hit là bay màu rồi anh em. Quá nhanh gọn. Rồi, ok. Mình tấn công này 103k, khỏe đấy. Victory, chúng ta sẽ có là 9/20 nha. 9/20 như này. Đánh thêm một trận nữa anh em. Lên ạ. Bên này thì sẽ là 106.000 máu. Tấn công 105k, một hit nữa sẽ bay. Con này một hit nữa sẽ bay màu này. Chết chưa cưng. 54.939. Tấn công. Đấy, 22. 54.939 tiếp. Tấn công, phát 2. Đấy, 104k. Wow, rất khỏe nha. Cho sẽ có là 12/20 nha anh em. 55, 50 và level 55. Đủ hết tất cả đây. Tấn công ạ. Một hit nữa sẽ bay màu. Con này rất là yếu. Con này ra nó không quá yếu mà level 55 thì sẽ yếu hơn mình là điều chắc chắn rồi. Mình còn có hệ băng. Đây. Kratos 5 sao và level 55 cũng khỏe đấy. Con này thì không có hệ khắc. Con này không có hệ khắc anh em, phải có hệ primer cơ. Dracon 2 sao cũng ngon đấy chứ nhỉ, đúng không? Không hề tội, không hề tệ một chút nào luôn. Đánh vẫn là ok. Đấy, hợp lý nhá. Xong nhá. Chúng ta sẽ có là 15/20 ở đây. Pangens 40 mấy đây. Chiến thôi, đánh thì đánh thôi. Chúng ta không thể nào mà kiếm được chìa khóa bạc nhá. Chỉ có thể kiếm chìa khóa bạc bằng cách là đi cái điểm ở bên này thôi. Không thể kiếm chìa khóa bạc được, hoặc là bỏ ít tiền ra mua thôi. Bỏ tiền thì nó hơi lãng phí nhỉ.
bỏ khoảng 5 đô mới khoảng 100.000 anh em ạ. Rồi xong nhá, Pangen với 18 trận, 18 điểm bên này, 18-20 rồi. Cũng xong luôn cái này nhá anh em. Bây giờ ta sẽ vì muốn lấy con medium mấy quá này, nhưng mà nó bị khóa bởi chìa khóa bạc rồi. Mà chưa có chìa khóa bạc để mở ra. Đây, medium đây. Đây vẫn đang bị khóa bởi 5 chìa khóa bạc. 1 cửa, 2 cửa, 3 cửa, 4 cửa. Tất cả tổng khoảng 4 cửa để lấy con medium này anh em ơi. H thì nó chỉ cần chìa khóa vàng rồi. Đấy điều chắc chắn. Ok, chúng ta sẽ chơi Liquid Butter để kiếm thêm điểm nha anh em. Chúng ta sẽ rồi dùng cái team gọi là mạnh nhất đánh đi, tại vì trong này cũng không luyện được đâu. Thề với anh em là không thể luyện được luôn đấy. Dù team mạnh nhất thì quẩy nát tung gọi là cái đấu trường ra cả. Quẩy nát ra nào. Rồi. Vẫn còn con 2 sao, con thịt xúc xích kìa. Primer. Ok, cứ cho con một con hit là sẽ bay màu rồi anh em. Đỡ thế nào được. Mình cần đánh nhanh để kiếm game thôi. Tập trung kiếm game thôi. Đấy. Con này không cần luyện, luyện trong này rất là khó. Mấy con kia nó yếu quá, bây giờ luyện không luyện nổi luôn. Chúng ta có một mục tiêu duy nhất là đi lấy game và game nha anh em. Cho tất cả tầm 6 trận. Hi Snow à, hello. Lâu lắm mới gặp lại. Ok, nhưng mà ta không có hệ khắc. Khá là căng, ồ không sao. Không hề khác, mình level quá cao đây. Mình sợ bọn này đâu anh em. Không hề sợ nha. Sợ méo gì bọn này. Bọn này chết như sung, ví dụ như sung luôn này. Hệ pua. Hệ pua này anh em. Hệ pua này tấn công một hit là 83.000 máu. Light Flash, còn tên là Light Flash nha. Một điểm nữa là nó sẽ bay màu. Một chiêu nó sẽ bay màu bên này. Bên này sẽ là gì ạ? Scotter. Ok. Băng nè. Thổi ba màu màn người mày 134k. Ấy da ghê đấy, magma. Ấy chà, magma storm nhá. Bên này cũng sẽ là băng. Này thì băng này, băng với chà là không băng này. Xong. Chúng ta có thêm khoảng là 6 game bên này. Bên một trận nó sẽ tương đương với khoảng là 6 game, chiến thắng sẽ là 6 game nhá. Rất là ngon luôn đấy. Ok, nó sẽ được chiến nào. Mình sắp lên lại 150 game rồi. Vẫn là tiết kiệm thôi. Tiết kiệm mà dùng để cho những trường hợp cần thiết anh em. Đấy, điều chắc chắn. Rồi, con nào lên tiếp. Hệ lá. Hệ lá. Đây đây, hệ lửa. Hệ băng. Đủ cả. Hệ pua. Hệ pua nên ô, đánh kiểu gì anh em. Hệ pua đánh kiểu gì đây. 63.505. Oh, yes. Hay lắm, chúng ta thắng rồi. Còn 2 trận nữa là chúng ta sẽ xong nha anh em. Nói chung là cũng khá là nhanh nha. Không hề lâu một tí nào luôn ấy. Swap này. Đây. Pua like cộng. Đấy, 157k. Bé nào muốn lên nào? Poderoso. Mà bé thì là Poderoso. IC win. Tấn công 72.000. DNVL. Con này tên DNVL. Tấn công nào, 89.000. Đấy, yes, hay lắm. Wow, thêm một bé nữa nhá là chúng ta sẽ xong cái trận này rồi anh em. Poki với khoảng 46.000. Mình sẽ swap nha anh em. Tấn công như kiểu gì đây? Chiến binh 77.000. Bên này sẽ là hệ nước à? Nước thì không có hệ nào khác hệ đó. Đổi liên tục thôi. Ra thì mình một hit là bọn nó bay màu rồi. Cũng không có quá nhiều thứ để có thể là đánh ở trong này. Bellamy. Rồi, một bé cũng đã bay màu. Tiếp theo. Xong luôn nha. Và ok thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City nha. Xin chào, gặp lại. Bye bye.